giảm bưu. Đây rồi, dịch giết người. Hey man, em này lừa nhau nè. Rồi cái đi đi. Trong giờ đi đi xong rồi làm gì? Mặt cười. Tại để hai vị nhá. Tại vì 12 người thôi. Ok nhá. Ok nè. Mẹ mày thề. Ảo thật. Thề nếu bao giờ má mày làm được toàn là người. Trời ơi. Nhím ơi, không nghe gì Nhím ơi. Không nghe gì Nhím ơi. Alo alo, được chưa? Được rồi, đây. Nhầm vừa chỉnh lại nút. Được rồi. Biểu. À, tao cũng là người. Em là người. Đi chút. Chân đi, xuống đây, Trời ơi. Đi thả bình nước độc. Quay. Bình nước độc. Ôi! Ôi! Ai cắn đây? Đem! Tao thấy đếp nhờ. Bậy nhá, tao không thể nào cắn được rồi đấy. Thấy đếp nhờ. Đếp đi ra sớm bút rồi. Trời ơi, em đang đập chuột. Chim. Thằng đếp này là chim mưng đúng không? Mày chim mưng hay là sói? Trong một cái đám đó. Không. Mọi người ơi, cho em nói, em thấy hình như trên màn hình em thấy khủng hoa học cắn rõ ràng. Trời ơi. Phút cũng bảo là em luôn. Không, nhưng mà em... Thôi, thế bây giờ nhá. Tao là... Em này, không phải là sói. Tao là ngỗng này. Anh em boss tao trước cũng được. Để tao chết trước đi, tao khỏi phải chơi nữa. Tao vô okay, ngỗng rồi. Okay. Xong rồi dán sau nhá, boss thằng đép. Ok không? Không phải. Tao hy sinh cho. Ok. Anh nói vậy, tao nói. Tao hy sinh cho. Tao đổi luôn mà, tao chấp nhận đổi luôn. Không, sao? Em là pháp y, Hanakoshi là tình nhân của à, gung mà. Là không rồi đúng không? Gung mà. Có nhận không? Có ra là không luôn, không có ám sát, em ra rôn luôn để em bảo vệ mình, mọi người vớt bôn thêm. Sao mình biết là không có ám sát? Ủa thì em ấn vào chữ y bên phải, làm gì có ám sát đâu? Anh em bình tĩnh nào, anh em bình tĩnh nào. Ok. Đấy, còn chưa thì ra bô rồi. Rồi, giờ. Mày chết cùng mẹ mày đi. Em ơi. Thế là phải xin lỗi tao đấy nhá. Ok này. Đéo okay. Xin lỗi luôn. Đéo cần dân làng bẩn mày. Ê nhờ. Mẹ mà cái làng này bị làm sao quá nhờ. Là ra cái mà. Ủa là sao? Cái làng này bị làm sao vậy? Kiểu anh ơi. Ơ. Nãy mày chết là lý do gì mà mày chết? Thì là thằng Chi Bưng đó anh. Thằng Chi Bưng là thằng nào? Kẻ Dương. Con mà à. Mày đéo hiểu sao nhìn được tao giết cả. Ảo thật. Phe chết luôn à. À Anna nữa. Anna cùng phe mình mà. Mày à, mày có hiểu vậy? Đục. À là tình nhân với em nên là mẹ luôn rồi. Thì tôi anh là cứ tưởng đâu là thằng đép nên là anh mới kiểu là thôi anh chết trước cho. Đó, anh tưởng là thằng đép là chim mưng không à, con mẹ mày. Tao mới chơi vậy chứ không là tao chối rồi. Trời ơi, không bây giờ mới nghi thằng đép này. Ngon quá. Không. Uy tín thế làm sao mà nghi được anh? Trời ơi. Ý là anh không biết ấy, mới lúc đầu anh đã biết đâu, thấy thằng đép đứng trên xác thì anh cứ tưởng đâu là thằng đép mới giết. Bây giờ anh kiểu anh phát trong phát, em hiểu không? Anh nhận là anh đó. Để mọi người tin anh là đéo phải anh là dịch, nhưng mà mấy cái làng này đéo tin anh. Cay vãi. Này, anh đéo có tiếng nói với cái làng này rồi. Chú cống nhờ, màu đỏ chú cống anh em ạ. Màu đỏ chú cống. Việt cũng chú cống được đấy. Cái làng này, cái làng đéo ai tin tôi hết rồi. Nhờ với thấy ai đi lẻ đấy. Không, tôi làm sao non tới vậy? Phát trong phát mà sao mà non tới vậy được? Ý là phát trong phát, anh em hiểu không? Cái bài đó là phát trong phát. Nhưng mà cái làng này đéo có lòng tin như tôi. Gì đấy, cứ đuổi thế. Cái này là cái này. Cái này đi theo bài ấy nhỉ? Đuổi nữa.
Đế có đồng... có đuổi nữa kìa. Đế là kiếm. Đế có lòng đuổi nữa. Please. Thằng Hiếu, thằng Hiếu nó win. Các bạn đừng có đuổi đi. Đừng có đuổi tao. Làng đế có lòng tin từ tôi. Là không mẹ, đừng có đuổi. Ủa đó là thằng này. Bé dưa cút, bé dưa cút. Anh là dân phòng. Thế thì xong rồi em ơi. Em đầy rồi. Bác sĩ khám nghiệm tử thi được quá. Bây giờ anh bảo mình đi kiểm soát thôi được. Đi kiểm soát đi. Kiểm soát đi. Ông này đi ra ngoài, đi ra ngoài hết đi. Ở đây bốn anh em, bốn anh em không thể giết chết anh. Tao cho tụi mày chết. Tao cho tụi mày chết. Kiểm soát lên phát đi. Mày phát đi xem nó là cái gì ấy. Thằng này hay đi lẻ, Rồi. Được chưa? Report ra. Trời ơi. Thưa các đồng chí. Tôi đã biết danh tính của anh Hiếu Bến Phà, đồng chí Nhi Dầm. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Hiếu Bến Phà là một con chim đa đa, rất nguy hiểm cho mình. Thế nào? Tôi hay đi lẻ lắm, anh biết ngay mà. Biết ngay. Đi lẻ nguy hiểm đúng không? Đúng anh ạ. Nhưng mà sao? Sao? Sao anh Hiếu chết vậy? Bây anh em thoải mái hơn rồi, đỡ bị kiểu vốt linh tinh ấy. Giống đép với nhím là... Mà cái làng này nó là... chơi không logic gì luôn á thầy. Cứ nghi ai là vốt thôi. Còn vịt một màn thuật là nói hơi nhiều nhá. Tôi đề nghị đồng chí support TC không dí lung tung nhá. Tôi đề nghị không nói gì tôi hết. Cái làng nó không có một cái logic gì luôn ấy. Ngỗng. Lại con đây ông, lại con ngỗng. Tôi là ngỗng thở khóa của anh nhận không? Có anh nhận không? Em thợ khóa, em thợ máy này. Thợ máy á? Thợ máy là chui cống. Hana đâu? Chui cống. Ừ, Hana chắc không phải. Lại, tí em cho chui cống đúng xem. Em thợ máy là anh dí em. Itachi ra chợ. Itachi ra chợ. Vội quá. Tí em chứng minh được này, Cả hai đều chui được mà. Cả hai đều chui được. Một vịt đấy, cho nên bây giờ nó chưa giết người. Anh nghĩ thấy còn một vịt thôi. Thế thì còn Itachi rồi anh ạ. Vừa em thấy chắc chắn là nhím rồi. Hình như còn mới phân con thôi. Có một vịt đấy, bố mày lộ như thế, làm sao bố mày ngu thế được? Đúng. Con ai biết mày. Đồng chí support TC. Ôi. Trời ơi, Toàn nhá, mày phách đô tao nhá Toàn nhá. Con kim bồ câu này win được này, kim bồ câu lay thêm mấy lần nữa là win này. Được kìa, chú cống được thì sao? Ừ, đi. Thêm người cho vui á, hết người rồi anh trai ơi. Chỉ có một số anh em trong Discord như vậy thôi. Đâu rồi? Ai nhiệm vụ đó hả? Đi ra ngoài. Một thôi đúng không? Đấy, kiểu lộ như thế được. Ô! Nhím ơi! Nhím ơi! Ôi, nhím ơi! Chết nhím rồi. Mày mà có cái gì đâu CMGO mà nó báo nha. Cái con đúng mà toàn mà. Toàn mà. Đâu tao chui cống mà mày. Tao giết tao được. Đớp xong chui cống luôn. Cống, vịt chui cống được, vịt chui cống được mà. Ủa, đớp xong chui cống luôn. Tao chui cống rồi mới chết. Thằng màu đỏ chui cống mà. Mày lừa ai? Em chui cống này, em vừa chui cống chung mặt anh em mà. Nhưng mà vịt chui cống được mà. Nhưng mà thằng vịt chui cống thằng Sunny Itachi kìa. Nhưng mà bây giờ thằng Sunny Itachi nó cũng chui cống được. Mà mày cũng chui cống được thì chắc chắn là một trong hai là vịt. Itachi là vịt này. Có thể là mày thôi. Không. Không phải. Còn Zio thôi. Còn Zio thôi. Em chui cống trước mặt Itachi này. Hình như thợ khóa với thợ máy là chui cống được hết thì phải. Không, thợ khóa là không. Thợ khóa không chui được. Thợ khóa không chui được. Thế thằng Toàn rồi anh em ơi. Not me. Đi đây. Tại nó chui cống được mà. Happy New Year. Còn một cái Itachi lấy lòng tin của anh em đấy. Vote Zio. Vote Zio. Zio đứng xa mà. Còn mẹ à. Zio rước. Mất ông nào bây giờ? Trước mặt em này. Không phải tại Sunny Itachi. Được rồi đấy. Trước mặt mọi người rồi. Mất ông nào vậy mấy ông? Bây giờ chết cho xong game thì chỉ có thể toàn là Vino. Toàn đang đi tìm kho báu. Mẹ mà thần xét à? Ôi, có vịt đấy, đi đây. Tấn tao. Đâu. Mình là vịt đấy. Đây em đây rồi. Mày làng nào? Mày làng nào đấy? Không đi. Không phải bé Dương. Tấn tao. Không. Gần tao là từ thằng Renin à? Đây, một lâu rồi. Thằng nào nhỉ? Ông Simjo này hay gì này? Đúng không? Từ, ông Simjo này hay sao này? Phản còn nói nhiều. Ốp!
Ôi trời ơi. Trời ơi, cái gì đấy? Mẹ là khoa học kìa. Nhưng lại không tin tao nhỉ. Đéo phải tao giết. Thằng bé Dương nó giết. Cây lá liền thề. Đéo hiểu sao mà. Anh không bảo. Cái xác cá hết ơi, cái xác cá không hiểu không? Ý là cái tình huống đó. Ừ, không phải tao giết. Nhưng mà mày đến đâu? Mày đến gì đâu? Nhưng mà anh đứng ở đấy. Không phải tao giết. Đấy, thế nó mới ảo. Nhưng mà em nhìn animation như giết ấy. Thế nó mới ảo. Không chưa? Anh nhìn góc máy của em ấy. Dí nhầm cảnh sát rồi. Thế thì là mấy màu đỏ chui cống ạ. Ok, ở trong đây mình có thần sấm hay thần sét hay sao vậy? Ờ. Ai nói lại rồi. À Dio nè, em này. Em để mít xa xa cái mồm mồm tiếp. Ai? Ai ơi? Vip. Lim à. Em mày thời tới. Thời về rồi tụi mày ơi. Quay. Ê! Sợ quá. Anh nghe đúng giọng Covid luôn mà. Vâng. Anh em xương máu. COVID. Anh em xương máu người 2 triệu 6. Anh em xương máu. Ôi! Quay. Quay. Hello. Sao đấy bé ơi? Em vừa quay lưng lại thì em thấy có hai cái xác ở đấy ạ. Thế em đứng danh xác mà em không này không báo nhờ. Anh chạy đến có ai đứng đấy nhờ mẹ tự nhiên quên mẹ. Hello. Có em đó, em vừa mới đến mà. Thế từ nhớ lại đã, có nhớ là có hai cái xác đi chạy qua như vậy. Hai màu nào nhỉ? Có ai đứng gần anh nhím không mà giọng sao chít măng ấy? Mày đứng kìa, mày đứng gần ai đây? Anh đứng gần ai đấy? Giọng mày bị chít măng rồi. Anh không nghe gì cả. Đứng cạnh bé Dương, anh nhím vào đứng cạnh bé Dương. Mẹ điên à, tao không như cặp nhím đâu. Mày thấy ai? Từ từ tao đéo nhớ được. Chỉ nhớ ngắn hạn quá. Mày ơi. Ôi trời ơi. Hay là nhịp tự bơm bây giờ lên. Không, tao không bơm được. À, tao bị méo giọng không? Thế chỉ cho con vịt xạ vào người tao rồi. Thế mày đứng ai mày nhớ không? Đứng cái ai mày nhớ không? Vịt là vịt tao, sao như là khoa học với là vi sao ấy. Ôi. Thì tao chạy, tao. Tao chạy ra sao? Đây á, từ từ nha, để anh nói này. Anh từ trong phòng cắt tóc anh chạy ra, anh gặp, tao gặp mày với Vi đứng mà. Đứng trên cái xác cũng báo mà. Alo. Dễ là lim lắm mày, dễ là lim lắm. Thôi giờ. Nhưng mà đéo phải tao đâu, đéo phải tao đâu. Đéo phải tao giết nha, đéo phải tao. Em skip nha. Không, anh nhìn đến á. Skip đi. Ừ. Ok, ai bắt đây? Ai bắt đây? Cô mày đéo được rồi. Đi chung, dễ chết quá. Sửa bút. Đi chung. Đi chung mày chết hả? Ôi, đi chung làm nhiệm vụ. Lấy cho ta làm nhiệm vụ dưới đây cái. Sửa bút. Vừa lấy anh em mình đi. Dưới đây. Đây. Tao mà chết là anh em report là được. Dưới đây. Trên đây, khui cái thùng. À kìa! Mẹ, đây nha, để tao nói nha. Tao với thằng Sờ Bút đang đi chung xuống cái phòng cuối cùng để mà làm nhiệm vụ. Đó, thì thằng Sờ Bút nó chạy lên cái phòng mà cảnh sát, tao chạy ra tao thấy cái xác của nó. Ôi sao đẹp chết luôn rồi. Không, nhiều mày chết quá. Bây giờ nha, loại được bé Dương này, em này, với Itachi này. Thế là chỉ có anh khoa học thôi, chứ chỉ có anh khoa học thôi. Không. Anh khoa học ở dưới chỗ sửa nước. Trời ơi, đây nè. Nghe anh bảo ra, cứ nghe anh bảo đã. Hồi nãy là anh em mình đi chung, anh có bảo là thằng Sờ Bút chết là do anh đúng chưa? Thế bây giờ anh giết thằng Sờ Bút anh đi báo vậy chi, nó quá non. Sờ Bút chết là do anh á. Thì anh bảo là nếu mà Sờ Bút chết là do anh, nhưng mà không phải anh giết Sờ Bút, cái này là nó thật. Anh bảo là nó vô canh cho anh làm nhiệm vụ đi. Ấy xong là nó cứ sợ anh là anh giết nó, xong nó chạy cái phòng mà cảnh sát ấy, thì anh sửa xong anh ra là anh gặp nó chết con mẹ nó rồi.
Nếu mà anh với cả Hiếu Bến Phà là đi chung với nhau nhá, không liên quan nhá. Em nhưng mà đau trước anh nhím gặp anh Khoa này là anh nhím bị méo này, rồi em cũng gặp anh Khoa này là anh cũng bị méo này. Trời ơi, gì đây? Hồi nãy đi chung là có Sunny này, Toàn này, thằng Sờ Bút này, tao này, bốn người đi chung mà. Alo. Sờ Bút chết rồi. Nhưng em biết đơn của em biết đơn của Sunny rồi. Với cả hai cái chết là đều liên quan đến mày ấy. Hai cái chết nào liên quan tới tao? Cái chết lần đầu là mày với Liêm đứng ngay chỗ đó trước tao mới xuống mà. Alo. Mày điên à? Không phải tao. Rồi anh ơi, anh Khoa học đấy, anh Khoa học đấy. Anh Quang không là con méo rộng. Liêm bóp đấy nhờ, cứ giết thằng Sư làm gì? Vô chờ. Ok. Ôi, đi tù à. Trời ơi, đi tù à. Đừng mở khóa nhá. Giết thằng Sư làm gì? Đang lấy lòng tin của nó, trời ơi. Ê bạn ơi. Ê vậy tao. Bố mày đến thăm mày này. Ê bố mày nhận được chìa khóa mở tù đấy. Mở đi. Đéo, mày giết bố mày sao? Mày điên à? Tao giết mày cái làng này biết. Làm sao mà biết được? Bây giờ có mỗi tao mẹ một mình ở đây. Nhưng mà tao nhận được cái chìa khóa tù đấy. Mở đi. Giờ mày cho tao gì ấy, thì tao... Ồ, dí mày nè, dí mày nè, dí mày nè. Sợ chưa? Cứu. Cứu. Ê, bị... Từ từ. Cầm đây đúng không? Kéo được ai thì kéo theo nè. Toàn đâu đi chứ. Ôi Toàn ơi. Cái chết của em, anh sẽ đòi lại cho em Toàn ạ. À. Thế thì anh Hiếu không phải là anh Hiếu ở bên dưới cơ. Anh Hiếu không phải. Tao trong tù nha. Đúng rồi. Ê nhưng mà anh thấy xác Lim ở ngay cạnh anh nhá. Không phải anh giết đâu. Anh thấy. Anh đang định report nhưng mà mọi người report trước rồi. Được rồi. Thôi tự nhiên hai con vịt rồi. Không, không phải anh. Mình report thế nhỉ? Tao chỉ report thế anh em mình nhỉ? Anh chưa kịp report tự nhiên em report trước ấy chứ. Thế thì phải có hai con vịt đấy. Mày bây giờ đúng rồi, quả đã một kill rồi. Bây giờ mà còn hai con là tí thua con mẹ mày luôn đấy. Nó giết một lần nữa thua đấy. Có ai để anh theo? Nhưng mà tao tin là xin đấy. Sunny là real đúng không? Ừ, hay là Khoa học? Đúng mà. Trời ơi, tao trong tù mà mày bị khùng hay Dương? Ừ. Nhưng mà anh Khoa học bị ghi nhưng mà nhớ có người mở tù thì sao? Ơ, nhưng mà thằng Khoa học nó trong tù mà đúng không? 953 đã đầu. Tao trong tù mà, tao đã ra được đâu? 20.000 đồng. Nhưng mà stream vui vẻ. Vút có mở khóa cho anh Khoa học không? Nhanh vút nhanh đi, không lấy đây. Vút. Có ai mở khóa cho tao kịp? Tao trong tù. Tao lại mày. Làm sao mà ra được? Không được. Nghĩ cái anh Khoa học lắm, vẫn là anh Khoa học. Trời ơi, mà nói thế thì chịu rồi. Người anh trong tù mà. Vốt ai thôi. Skip thôi. Dương này đi tao xuống phải sao hồ nước. Ừ. Nhưng mà anh đã có kêu được anh. Một người là thua đấy. Vốt đây. Hồ nước nhá. Tại sao nhím này? Mà nó biết nhưng mà nó đéo báo kìa. Ê, nó Khoa học này. Mày chết. Thật, vai cả Bill. Đi ra. Lỡ. Tao vào mình nhá. Vào đây. Ừ. Còn ai chưa xong nhiệm vụ anh còn cái nhiệm vụ dưới này nữa là xong rồi. Dưới này nữa. Anh ơi. Ấy thôi, không ấy ở trong kia người ta nghi. Legit chưa? Legit. Legit như thế này còn gì nữa.
Ơi. Nhím đâu nhỉ? Nhím nó cứ đi một mình đấy, mày thấy chưa? Đi. À, còn cái nhiệm vụ bên đây, còn cái nhiệm vụ bên đây. Cho nằm. Kêu bé. Dưới đây, nhiệm vụ dưới đây. Nhím này nó là cái gì mà nó đéo báo tôi nhỉ? Này, ta phải kiếm giết nhím này trước mới được. Nhím này nguy hiểm quá. Núp à. Núp ở đâu nha. Này núp ở đâu? À, thằng này lửa mà mày không đi sửa à, này có vấn đề này. Mày chết. Ê thằng nhím này nó không thèm sửa nó đi nè em ơi. Đi sửa xin. Sửa nhá. Ôi. Ôi. Quái thật. Tao thấy thằng Dương. Em vào sửa nước mà. Dương đi với em đấy giờ mà. Em vào sửa nước mà. Không, cái anh thấy cái anh Medicine đấy là thằng Dương đấy. Ơi. Anh khoa học rồi. Anh qua học rồi. Anh làm chưa đang sửa ống nước mà anh. Anh làm sao non tới vậy được á em? Nhưng mà anh nhìn nói gì đi. Chết được người. Anh bị sai lần rồi. Sao săn đi mày không để ý à? Không, tao nhìn nữa mà. Tao thấy sao hồi nãy là một người thì ai? Hãy skip. Tao đang chờ anh là, skip rồi. Hình như là tao cũng thấy thằng Dương hay sao ấy. Ừ, tao cũng thấy thằng Dương hay sao ấy. Kìa, em nhìn thấy mà anh. Em đang sửa nước mà. Em nhìn thấy anh mà. Ừ. Em bảo là em vào đang sửa nước rồi mà. Ơ kìa, em bảo em đang xem cái gì mà em có thấy anh đâu. À, có đấy. Ừ, có đấy. Tao đang thấy sửa nước ấy. Tao vote Dương nhá. Em thấy thằng Dương. Ơ kìa. Ơ kìa, tao tin mày. Tao tin mày. Anh khoa học đấy, khoa học. Mấy pha rồi. Đúng rồi. Thằng Dương nhím. Trời ơi, em đang nhìn thằng thấy thằng Dương đang sửa ống nước mà. Yên à, tao cũng nhìn thoáng qua thằng Dương, tao cũng đang sửa mà. Ô kìa. Ô. Ô. Thằng Dương. Ô kìa, không phải em. Anh là anh đúng không? Không phải tao, tao giết mày làm gì? Thì anh là rốt gì? Tao là ngỗng bình thường từ nãy tới giờ mà, ngỗng chui cống. Nè, ok chưa? Trời ơi! Giờ xin anh ngay. Tao là ngỗng chui cống mà. Đừng cắn em, nhưng mà anh đừng cắn em. Ơi! Sally ơi! Ủa? Ây! Xin anh ơi! Ơi, tôi, không phải anh, tôi, không phải anh tôi, không phải anh mà, mày phải tin anh. Mày phải tin anh, không phải anh. Anh không thể nào là người giết người như vậy được. Không phải anh. Anh Khoa ạ. Sao? Anh giết bạn em đúng không? Chỉ có anh thôi. Đâu, anh có giết bạn mày đâu. Mà anh ở trong tù mà, làm sao anh giết được nó? Trời ơi, ở trong tù, anh ở trong tù sao nó ra được ngoài? Thì ai mở chìa khóa? Chắc là nó tóc biến hay sao ấy? Không. Anh là anh. Nhưng mà mày thấy xác nó ở đâu? Xác nó ở chỗ cảnh sát luôn. Đấy là nó bị cảnh sát đánh chết rồi. Thứ 10.000 đồng. Em bảo không. Đang nhờ tư vấn luật sư đó. Anh hết rồi, chắc là qua đi. Chắc là láo lìn ở trong tù rồi, xong rồi bị cảnh sát tra tấn rồi. Không được. Đúng không? Trời ơi. Này, nếu mà không phải anh nhím là con Dada đúng không? Anh đang nhờ em vote anh đúng không? Không được. Anh nhớ phải Dada mà bị điên à? Trời ơi. Nhưng mà không phải anh nhá. Chắn anh là con Dada. Sao anh cứ đòi vote anh và anh nhím? Anh có bảo vote anh đâu. Anh nghĩ là vô đây qua đi. Bỏ qua này, tao bỏ qua này nhá. Không.
Đâu. Chắc chắn là không phải là tao. Tại vì nhớ ở trong tù nhớ nãy là có ông nào vô đánh nó ấy, nó chết chứ không phải là tao. Khó quá. Khó. Ê dài ơi, cái con Dada nhiếm này. Anh là vật tư cấu cái gì nữa. Em chắc chắn anh nhiếm là con Dada rồi. À, xin quay lại chém bốc phát luôn à. Điều xin anh Khoa đấy. Đề, anh Khoa đang ôi bị hư luôn á. Quá im lặng thật tè. Mà thằng nhiếm này mà tao ra khỏi tù tao giết thằng kia và thằng nhiếm nó giận mình nè. Má anh bố trong trường cống sẽ bảo ta là vì trường cống và thằng kia đang đứng nói chuyện với nhau bên ngoài. Xong rồi mày giết thì kiểu gì là mày làm gì nữa. Sao đi Bùi ơi. Cứ ở đấy anh nhiều biên phạm không chết vậy. Bùi. Phải vậy tại vì có đòn. Sao nay anh không dùng khói anh sửa nước anh khói ra xong rồi. Sao đi đi. Chưa cooldown xong hay sao ấy. Em đây. Đúng không. Cứ đợi cái khói chém phát là được. Con mẹ vệ sĩ ạ. À đây. Là một người công dân tốt, nông dân tốt, học hành tốt, kỹ lực tốt. Đồng chí Tờ Linh lên đồ. Đó. Rêu nha, rêu giá công dân. Rêu. Cái xác nó bị che ngay chỗ bồn nước ấy. Rồi mọi người nói đây. Hôm qua thằng sờ bút nó gì nó báo mộng cho tao. Nó bảo là Hana giết nó bằng một con dao găm đâm vào ngực hai nhát, đâm vào đít ba nhát. Không, em với Linh vừa với nhau. Đúng rồi. Ba đứa bọn em đang đi với nhau nha, anh nói thế là anh đó. Mà tao đi ra khỏi chỗ bồn nước rồi nhá. Trên này, xa lắm. Trên này, đâu ấy, mọi người? Trên này anh đi em, anh đi em đói 1-1 không? À, em chạy từ dưới lên nhá. 1-1 là sao anh? Là đói 1-1, anh chết trước xong dán sao vót em. Thôi đây chị xin. Trời đi chị. Trời đi. Trời đi. Bắt đây, bắt anh đi. Đa đây. Tự nhiên vào đầu tôi đánh sao vậy? Anh Khoa là Đa đấy. Đa. Anh một công dân không tốt. Ủa con ngỗng nghệ sĩ, ô con ngỗng ngỗng vệ sĩ này nó có chức năng gì vậy phải không? Uê! Nghe nói giọng. Uê, Âu lâu, con Dada này. Có nghe nói gì không mọi người? Ê, cho tôi hỏi, nghe rồi ạ, cho tôi hỏi coi tại sao là trên cái dấu hoàn toàn nó có dấu màu đỏ như thế này. Nãy giờ bị hỏng mic. Không, cái này tôi không biết. Cái này tôi không biết nên tôi hỏi nha. Tại vì chưa bao giờ chơi cái con vệ sĩ này luôn. Bảo vệ an toàn á, bảo vệ. Là tôi phải đi theo nó đúng không? Có khi nào khoa học ổng là việc nhưng mà ổng giả làm Dada để không à, tôi cứ đi không? Tôi cứ đi theo an toàn là đúng không, không để nó chết là được đúng không? Để em anh khoa học lắm à. Không phải tao toàn à. Bây giờ anh cứ đi với mày nhá, từ đầu đến cuối này là chết là anh được chưa? Ôi anh em mình sắc. Có phá bi không? Ơ sát đâu? Sắc đây anh. Ê đây báo luôn nhá. Đi body anh. Báo. Uầy, cái này là chết double kill luôn rồi nhá. Này là chết double kill luôn này. Đây từ nhá. Có tao này với Toàn này với Hana này với ai nào đang đứng chung 4 người với nhau nè nha. Ê, em có dữ kiện này. Nãy nhá là Sunny với Đắp Vịt với cả em với cả Sunny, Đắp Vịt, em với cả bé Dương là vào trong cái nhà nào nè. Tiệm cắt tóc, tòa án. Thì em thấy cứ rụng vào như kiểu double kill, thì em sợ em chạy đi. Bố cái thằng điên. Thì bây giờ thấy bé Dương chết. Đấy, em chỉ nói vậy thôi. Quá, hồi nãy là có ai đứng vậy? Hana này. Với cả Sunny Itachi rồi. Rồi, thấy thằng đép rồi, thấy thằng đép rồi. Nhưng mà xác ở đâu? Đây nha, đây, để anh lọc bên anh này. Bên anh là có tao này, Toàn này, Hana với lại ai nữa ta? Gio anh ơi, Gio. Gio đúng không? Đấy, là lọc được luôn rồi đấy. Bên em còn nhiễm có hai bên của anh Itachi. Ừ thôi để sao em tự thú nha.
tại vì nãy em cảnh sát trưởng mà nãy chị xin đi qua em bấm nhầm em cặp thế mày cũng chết thì là xin lỗi thôi, là xin lỗi vật rồi. Thế là thằng đẹp, thằng đẹp hoặc là Sunny thôi. Ai ai vừa nhận cảnh sát trưởng vậy? Không, cứ vót chứ, cứ vót đi, cứ vót mọi người, vót ai? Vót ai? Nhưng mà Anna cảnh sát trưởng à? Lim. Kìa nó câu thời gian kìa. Làm. Em vote Itachi nhá, Itachi. Itachi. Vote Itachi trước. Không phải anh Ripi ơi. Vote 1 trong 2 thôi. Itachi. Thì bây giờ anh lỏng là cứ bảo em đi với Dương xong thì em tách ra. Ý là bọn anh lỏng ra như thế là đúng rồi. Thằng Dương cứ bảo đi đi sợ gì. Bây giờ em sẽ đi với tôi mà. Chết mẹ, còn một cái nhiệm vụ dưới đây không để thôi. Làm nó cái nhiệm vụ này đi bao giờ toàn. No! Từ từ trốn á. Toàn ơi. Mà thằng đép nó dí. Thằng đép nó dí. Ôi, thằng đép nó dí anh nha. Cái con pin này. Thằng đẹp nó gì anh? Sao anh qua chết? Đẹp đấy. Uầy. Sao tôi lại nhìn thấy VP nhỉ? Sao? What the bro? Hana em... Mà cho... Là... Uầy, đúng luôn này hay không? Là đẹp gì anh không? Ủa? Trước nhưng mà... khi chết tôi... thầy khoa học có chăm chói một câu là thằng đẹp nó dí anh. Đúng tôi rồi. Thế, nhưng mà sao tôi... Không vót thì thôi. Nhưng mà xác ở đâu? Anh đang ở góc dưới bên phải mà. Trời ơi, lọc thịt. Có một thông tin nữa. Bé Dương điêu thằng đẹp, thằng bé Dương. Lọc thịt, lọc ghê ra vậy rồi, không vót được. Đẹp rồi. Mà thằng Xin là gì mà nãy giờ? Xin nãy giờ là gì? Xin bênh thằng đẹp này. Ừ. Ba con dịch bênh đó. Xin bênh em đó thì... Vừa bị bênh xong thì to là gì? Dịch này hơi non. Nghe tiếng là anh sao ở thế à. Nhưng mà thấy Rippy à? Rippy ấy mà. Ôi tôi làm dân, tôi làm dân cũng đỉnh không, phát đấy. Không, em đang ở góc dưới bên phải mọi người, nhưng mà xác ở đâu? Xác là xác ở đâu? Xác ở trên. Uầy, thật đấy, anh đẹp rồi. Ôi, anh vốt anh đẹp. Nhưng mà có nhìn thấy đẹp ở trên đấy không? Em tin người chết, em vốt anh đẹp nha. Ủa, thì không nhìn thấy, tại sao lại là đẹp được? Trời ơi, cái dữ kỳ luôn. Chứ em không nhìn thấy. Ơ thế thì không nhìn thấy thì làm sao ta làm anh Khoa anh chăn chói như thế mà. Ông em vừa chăn chúa sau này còn có thông tin là đi cùng bé Dương đợt trước nữa. Có cải trang nữa mà. Anh Bô ơi, em trả thù cho anh được rồi anh Bô ơi. Quá nhiều thông tin rồi. Ủa, không phải em. Không phải mọi người xin lỗi em nhá. Sâu anh ơi. Sâu quá liền. Con hoàng đẹp này. Giữa đâu. Ôi trời ơi. Mày đéo nó nói mà người nha. Nó là dân phòng tại sao không? Tại sao không phải non vậy? Sao em lại nhận em là cảnh sát trưởng ấy? Em bấm nhầm. Nhưng mà em là dân phòng mà. Nhưng mà em cặp vậy. Nhưng mà nó là cảnh sát trưởng. Áo đi. Nhận bấm nhầm đấy. Mày nhờ, em ra giết chị đây, Anna. Ôi dồi ôi, Itachi ơi, anh... Ờ, Berona là ai đấy? Em vừa đi ngang qua bả, em thấy bà Berona, nó sẽ làm bấm hết cả. Này, nhưng mà có phải pha đấy dụ em vào để double kill không? Bạn ảo không? Chết tôi luôn. Thầy Anna, em không khác gì thầy Odip cả. Đi ra ngoài đi cả. Tâm linh phết đấy. Không cứu được ông Diệp này. Không phải, quả đấy không nên xếp. Tôi biết luôn này. Không sao. Mình sẽ giúp cái làng này. Lấy lại những gì đã mất. Hồi nãy giờ là tôi vào bên phe vịt hơi nhiều rồi. Woo! Đó. Ok, lấy cái gì đó, anh tự tin đấy nhờ. Cho anh tự tin đấy. Ừ, anh lấy gít cơ mà. Không, anh kia làm cái gì chứ anh mới tự tin chứ. Mà anh là dân thường. No! Thằng đẹp chết trước kìa. Ở đâu có? À, ngay phía trên đội cảnh sát anh ơi. Ơ, vừa nãy nhá, nó vừa đi với anh. Xong rồi anh sợ là vì anh chạy sang, anh rẽ sang phải. Xong rồi nó rẽ sang trái tao ấy. Ôi, thế là nhím rồi. Vừa mới gặp nó thôi.
Thế là mày vừa mới gặp thôi, nhờ. Xem ai đi cùng của anh thì lần cuối thấy đâu đi cùng em, ai không? Ở đâu, em, ở em đâu, gặp, ở em đâu? Gặp anh Dép lúc đầu thôi. Tôi gặp em thì Dép đi cùng Beruna nhé. À, tôi chỉ gặp nó ở chỗ mà cùng xin ấy. Xong rồi rẽ xuống cái nó đuổi theo cái nó mất tích luôn. Còn chị xin thì sao? Chỗ xin là chỗ nào nhỉ? Chỗ này tên là gì nhỉ? Chị xin đi cùng với em á, trên kia mà. Chị xin nó với em suốt mà. Tí tôi đi kiếm bằng nhiếm, tôi soi nó. Ví dụ mà nó giết người rồi, nó sẽ hiện nguyên hình đúng không? Em tí tôi đi soi nó. Đép chạy sau anh nhiếm, xong rồi em với chị xin đứng đó thôi. Đúng. Đép chạy sau anh nhiếm mà. Nhi thế. Lần cuối gặp xong rồi nó rẽ sang bên trái mà. Bỏ qua nha. Không, chả rẽ cái gì. Không có thông tin. Em skip thôi. Không có thông tin. Em ghim chị xin là Hana lắm này. Không hay. Cái gì đây? Xong nhiều người đi vô đây vịt. Ba con vịt à? Ba con vịt cẩn thận nha anh em ơi. Năm con vịt luôn á. Đi kiếm bằng nhím cho tao, đi kiếm bằng nhím cho tao. Để tao 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 check đó. Đâu rồi nhờ? Nhặt một tên ra. Đi double kill không phải em đang hit. Đâu. Blake, đi double kill đấy. Beruna. Nhưng mà chỗ này tao nói nghe nhé. Ok, không phải. Chỗ này. Đéo. Không. Đây nha, mọi người nha, mọi người để ý này, nếu mà nhiếm chết là tôi, được chưa? Chỗ này tao nói nghe. Nhiếm, đi. Mà quan trọng. Vẫn chết thật thì sao? Quan trọng đi. Đi cho tao. Thế nếu mà đép phải anh đép chết. Nếu mà tôi chết thì là thằng khoa học nhá. Đây, đi ghi cho tao. Anh em có câu nhá. Chuyện riêng nhá. Nhưng mà nếu khoa học chết thì anh em, nếu tôi chết thì là thằng khoa học nhá. Đây, xuống đây, vô xuống đây, nhiếp, xuống đây, xuống cái liền. Tao nói chuyện này. Rồi. Đâu rồi? Mày đâu? Alo. Trời ơi, này nó đéo tin bạn nhờ. Chị Hana. Dấu bé ba. À đâu? Màu xanh nào nhở? Mà khó thế. Quên rồi, không tin mạng nhỉ. Hana thôi. Thế thì Hana thì nhanh này. Thế thì em thấy màu xanh của Lim. Màu xanh của Lim này. Màu xanh của Lim. Nhưng mà chị Hana cũng màu xanh mà. Cờ như người chị Hana ở trong phòng chỉ có bốn người bị mắc kẹt ở ngoài cửa. Chị đang đấy, em đang đứng đấy mà em chuẩn bị report thì mọi người report trước luôn á. Kể cái trang bây giờ có kẻ cái trang đúng không? Nhưng mà em lại xác nhận là em đứng ở ngoài cửa đúng không? Và chỉ có em thôi. Không, nhưng mà lúc này có 4 người ở ngoài cửa thôi. Lúc này có 4-5 người mà. Vote lên đi. Thế tại sao không lấy chị xin, không lấy anh Thỏa? Lim hay chị xin nhở? Hai, mọi người muốn bắt ai? Animation là của Lim. Lim đúng không? Lim đúng không? Lim. Rồi, vote Lim, ok. Tại vì em có một cái mà có thể giống kiểu ba con vịt Lim, con ngỗng hết nhở? Anh trai ơi, em không bắt được. Lim ơi, bắt con à? Đúng. Ê, nói nè, có hai xác, báo đi. Từ, có ai đã, có ca đây đã. Đi tìm đi. 3, 6 người đây rồi. Rồi, 6 điểm rồi, tên nào, Hana này, sự bút này, bé Dương này, Sim nhiếm đúng không, ok á, báo này, báo nào. Báo đi. Ủa, cái hai xác đó là mới chết, đó là chết lâu chưa sự bút? Mới chết là mày vừa báo luôn đúng không, để anh lọc này, anh đi kê này. Từ từ nha. Mới chết đúng không? Vậy. Rồi thế từ nha. Vậy. Trong cái phòng hồi nãy rung chuông là có tao, mày, Nhiếm, Senjo, Hana với lại bé Dương. Thế thì chỉ còn Toàn. Hiếu Bến Phà với Beruna. Để em nói này. Bây giờ nhá, em với anh Hiếu Bến Phà là siêu legit rồi này. Trong cái đám ở trên đấy là có một con vịt nữa đây. Bởi vì em vừa giết anh Itachi là một con Dada. Là con Dada. Em check Itachi, Dada. Thế giờ Beruna thôi, Beruna. Em luôn. Thế thì là Beruna rồi. Em ở bến cả mọi người ơi. Em
thì em giết người. Em đi một mình, em đi một mình. Thì đó, đi một mình mới giết người đó. Vậy thì anh dốt em. Đúng rồi. Ừ, anh dốt em thôi. Nhưng mà em không có ai để đi cùng ấy. Ừ. Em mà là ngỗng thì em phải đi cùng mọi tội người vậy. Thế em xuống là dưới em đi cùng với mọi người cho vui nhé. Anh vót em. Anh vót em. Anh không tin em. Ê, nhưng mà mày có chắc là mới mới vừa chết là mày bảo luôn mới thế là đúng rồi, thế là bây giờ để ý yếu bánh phà với anh Toàn nữa là xong. Ê, có người bị nhốt bên trong kia kìa. Linh ơi, còn ai chưa xong nhiệm vụ không? Đi làm nhiệm vụ đi. Tao làm xong hết rồi. Em xong hết rồi. Xong hết đúng không? Bật tiêu mình xong hết rồi đúng không? Bị nhốt rồi. Linh rồi, ai bị nhốt trong này này? Ôi Linh bị nhốt đây. Qua đây qua. Sao sẽ bút? Ủa? Em vừa mới thấy có người bị nhốt dưới này mà. Đâu, thằng Nhím nó bị nhốt dưới đây mà. Dưới đây nè, trong đây nè. Nó vô nó sửa, nó đi đâu rồi? Cũng biết. Nhím là bịt chui cắm mà. Ơ kìa. Thế thì chắc chắn. Bé Dương vừa đứng đấy nha. Bé Dương vừa đứng ngay cái chỗ cái phòng, cái nhà máy ấy. Ủa, thằng bé Dương đang đi chung với tụi tao mà. Bé Dương đang đi chung với tụi tao mà. Hồi nãy mày với tao với lại Hana đi chung. Đúng không, cho em nói. Ờ, Hiểu Biến Phà lúc em chui cống dậy thì em thấy Hiểu Biến Phà gọi Toàn vào chỗ nào đấy, sau thấy Toàn chết. Em là chui cống. Nếu mà giết Toàn á là giết từ lúc nãy rồi. Thôi thôi thôi, đây thằng bé Dương nó mới đi chung với tụi tao mà. Đây. Em lộ đó này, em là pháp y, lúc nãy mà Toàn bắn Itachi ấy, là em check ra Itachi là Chimbara. Ê, Nhím ơi, mày sửa xong rồi. Ê, mày sửa xong bị đâu ấy, Nhím? Bố mày bị nhốt trong đấy mà. Nhốt trong đâu? Nhốt trong cái phòng chữa cháy ấy. Tao đang chạy ra đi đến hướng bồn nước. Tao xuống. Mọi người có thấy đâu? Phòng chữa cháy nào? Tụi tao đứng tập trung. Bên dưới ấy. Tụi tao đứng tập trung ngay chỗ đó, đéo thấy mày đi ra nhé. Thì tao bị đóng cửa còn gì nữa? Thì sau khi đóng cửa mày đi đâu? Ôi tao đi ra. Đi em ra rồi mình Hiểu Bến Phà nhá. Ờ boss mình Hiểu Bến Phà trước đi. Boss Hiểu Bến Phà đi. Từ nhóc phà win rồi. Không có từ không có nhân nhị gì mày. Rồi. Boss win rồi, trời ơi. Mày này. Con vịt này. Xong rồi đấy. Con mẹ à. Ê, đi chung bạn ơi, ơi. Bây giờ có ai lẫn trong đám mình á? Ừ, tao nghĩ là có trong đám mình là có người lẫn. Ê! La. Ngủ kìa. Hay là trong đám của mình là có ai lẫn vô rồi. Trong đám của mình là có ai đã lẫn rồi. Ừ. Từ từ hình như còn phân con hay sao? Thế bây giờ có ai xong nhiệm vụ hết chưa? Tao xong hết rồi. Em xong hết rồi anh ạ. Rồi, nhiệm vụ vô, đi chung đi, là nhiệm vụ là xong. Tao le gít mày sờ bút của mày à mày. Ý là giờ tao tin mày với Hana thôi. Còn ai chưa xong nhiệm vụ nữa không? Thằng Nhím nó đi một mình hoài nhá. Rồi em xong rồi. Đấy, thằng Nhím nó vẫn đi một mình này. Từ từ, bây giờ xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Thôi cứ đứng đây thôi. Xong hết rồi anh ơi. Thế bây giờ mình không luôn chung, mình tìm anh Nhím luôn được không? Đi tìm thằng Nhím á? Mình phải đi tìm Nhím. Đi tìm Nhím chi? Ủa mình đi tìm nó làm chi bây giờ? Mình ở đây hết rồi, nó đâu có giết được. Đi tìm nó để mình chạy ra ngoài mình chết hả? Ừ, cứ đứng ở đây thôi, là xong. Là win rồi, xong. Sát chết ơi, làm nhiệm vụ đi. Ôi, anh Nhím vừa qua anh kìa. Sát chết ơi, làm nhiệm vụ đi em ơi. Anh Nhím ở ngoài cửa kìa. Nhưng mà ủa, mình làm hết nhiệm vụ rồi, sao chưa xong? Chưa sát chết, chưa làm, sát chết chưa làm. Đỉnh quá, thám tử. Hay là vô thằng Nhím luôn đi nhỉ. Đây rồi. Win của mẹ. Hana win rồi. Đâu? Ôi giời ơi. Con mẹ cái thằng Nhím này. Trời ơi. Trời ơi. Mà không tin à. Vô phát đi. Vô tụi béo còn một slot nè. Cái ron bộ câu giống như là anh em đi lay virus vậy. Lay virus cho hết nguyên cái này là anh em win. Nó run bồ câu nó là như thế. Vô. Mày Tùng béo. Cái thằng dân làng bẩn mới lắng tai mà nghe bố khoa mày chửi nè. Còn mẹ mày nữa. Ô, xin đi, đi chung, đi chung. Đi chung em ơi.
cho làm nhiệm vụ dưới đây chứ. Em có nhiệm vụ riêng của em, anh cứ đi đi. Tao sợ chết phải. Quên tao quan trọng lắm. Anna đi chung với anh không? Thế đi chung nè anh. Đi chung với anh. Dạ em đi với Hân mà tí em chết là mọi người. Xuống đây. Anh làm gì đấy? Đập chuột. Đừng hỏi. Canh giùm anh Dương ơi, coi chừng anh chết. Ok anh. Mày. Giết nó đi. Ui giời ơi. Mẹ mày. Ôi giời ơi. Đập chuột này nó khó đấy nhờ. Đập chuột. Đập như bìu ạ. Rõ nhờ, nhìn rõ nhờ. Phết ra. Ây! Ơ kìa. Đi. Ôi. Mà lộn quá đéo thấy hai luôn ấy. Mới. Ê, anh khoa học đi với Hana từ đầu. Không phải anh. Anh khoa học đi với Hana. Không phải anh. Không phải anh. Quả đấy là ai ấy? Ủa nhưng mà này, đâu có sao. Ở đâu đấy? Anh nhím ơi. Đây bây giờ em bảo nhá. Em với anh nhím đi chạy lên thì thấy khoa học với đép vịt chạy xuống thì như cuống rồi G-Pod luôn hay sao anh nhím ạ? Em thấy không phải tao. Trường hợp đấy nó bị mẹ tao chắc là... chắn luôn. Xác ở đâu ấy? Lại chắc chắn rồi, thì ra vào bắt tao đi. Anh okay. Nhưng mà anh nhím có thấy không? Thấy không? Tự dư hai em mình đi lên thế ạ? Hay không? Kiểu ôi tự nhiên mọi người kiểu chạy loạn lên ấy chứ không phải là thấy xác xong ngồi report như bình thường. Em chạy từ cái bồn nước xuống, em thấy ở đấy đông người quá, tự nhiên thấy cái xác chết. Em đang ra bên trái đúng không? Để xem có một cái bóng ai vừa chạy đi ấy, em không biết. Em cũng không biết đâu, anh thấy mày chạy xuống chỗ anh mà. Đúng thì rồi. Em đang tìm có một bóng chạy qua bọn anh có thấy ai không? Chạy ở bên trái cơ. Bé Dương ơi, em đứng đó em có thấy gì không? Em đứng đó em có thấy gì không? Thật là bị con hiệu ông đi. Không có Dương ở đấy ấy. Em là em ghi khoa học nha, bởi vì khoa học nãy đi Hana. Em cũng ghi nha. Không. Tao đang đập chuột. Cứ ghi đó. Ừ, tao đang đập chuột, tao kêu thằng Dương nó canh giùm tao mà. Ờ ok. Thật không? Có thật không? À, em ở đâu đây? Ủa? À, có Hân hả? Không, nhưng mà lúc em chạy xuống thấy thì lúc đấy là không phải bô đứng ở trên xác rồi. Đây, tao chứng minh. Không phải bô đâu. Ừ. Nãy em nghe tiếng bố đập. Thằng bố bốt ra đây. Thằng mày bảo bốt mày làm gì? Thằng tụi béo à. Được đấy. Mày chết con mẹ mày rồi. Ôi. Anh khoa học. Ui. Tao đây. Trùng hợp thật đấy. Xã. Anh giết em này. Sợ gung liền. Thôi kìa, sao ai đóng cửa rồi? Không. Ai đóng cửa rồi? À đi chung anh ơi. Đi chung. Hân. Hân. Thôi. Ơ kìa, đi chung với anh làm cái nhiệm vụ trên này á kìa. Tao không bây giờ là anh giết mày được rồi này. Má nó đen vãi. Thề. Ô, sao anh chết đây anh bố? Tao bị mà chim bưng giết. Chim bưng anh luôn. Nó này nó làm chim bưng hoài vậy? Hoài luôn nó. Vừa vào em đã thấy Hân em bảo mẹ lại chim bưng sao ấy. Cứ dí thôi. Trời ơi, tao đang định lấy lòng tin nó. Mẹ à bố ơi. Tao đéo nghĩ nó là chim bưng. Còn nó giết xong nó report luôn kìa. Này nó đỉnh đấy à. Em rung chuông theo lời của anh Hiểu Bến Phà. Anh Hiểu Bến Phà anh nói đi. Là có người vừa mới chết đấy. Không, đang định lấy lòng tin thật bà Hoàng Chí Mưng à. Ôi kìa. Anh khoa học đi rồi. Đấy. Ủa? Ờ, thì, sao học đi em... nhờ? Thì em là thầy đóng. Đúng rồi, quả đấy bọn em đang đứng ở cái phòng ở trên ấy. Thì Hiếu bảo là có người chết. Thế rung chuông luôn. Mà sao lại chết nhở? Biết xác ở đâu? Mưng hoài. Hiếu ạ. Ơ, thế tại sao lại đi rung tìm xác mà lại đi rung chuông? Ừ. Rung chuông bây giờ lại mất xác. Thế đúng rồi. Thế là gì? Phải vội quá. Diễn viên Hollywood này. Không, có thấy xác vừa mới luôn anh. Thầy, như tôi làm dịch ai cũng biết cái sao quá nhờ. Vừa mới thấy làm dịch là chết rồi. Tại là thấy nhiễm với sinh rồi đi chung nè. Không, em phải nhiễm lên ít nha. Thì thế, còn rim tên. Không. Tôi chỉ chơi được dân thôi, không chơi được dịch.
À vâng. Em không, 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 không. Nhưng mà sao phát hiện sai thì lại chạy theo rồi. Chạy theo Hân làm gì nữa nhờ, cho Hân biết. Nó bắn chết thì sao? Biết vậy giết mẹ nó được rồi, lấy lòng tin làm đéo gì nhỉ. Ê, thôi Ôi chết con mẹ thằng Spoot rồi. Ừ nha, anh Spoot nha. Chết mẹ rồi, nó vẫn ơi. Đừng xa, đừng xa, đừng xa. Con mẹ nó cay tật. Đó. Đi. Ui, từ từ đi vào đây, đi vào đây mọi người, đi vào, đi vào, đi vào đây đã. Biết chơi phải đây. Như tôi là tôi giết rồi đấy, biết chơi đấy. Đồ độc ác. Ui. Sợi đồ độc ác. Em là đàn bà, đâu. Em là đồ độc ác. Em có độc ác gì đâu, em làm gì, ok kìa. Thôi kìa, sao không đi. Bướng tay chi vậy? Hết, đúng cho nó hết, hết sương mù anh ơi. Đi 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 đi. Tin em hả? Tin em. Có mẹ tin thằng Jimmy nữa không? Đây 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 nè. Sao bút đôi. Anh Nhím ơi. Đừng gì tôi, đừng gì tôi. Vì đã, vì đã, vì đã. Ôi ôi ôi. Đi 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 Hiếu ơi. Anh tin em. Đông quá hả, chạy thôi. Đông quá, sẽ chết. Chết cái này, chết cái này. Anh có em còn nhiệm vụ không? Em còn, anh làm xong chết chưa xong rồi. Rổ này bắt gặp hoàng tử buôn ma thuột tán gái chín tuổi. Ơi, không có nha. Bắt gặp hoàng tử buôn ma thuột tán gái chín tuổi. Mẹ ơi. Ôi, cái gì đấy? Ai phát cho? Remote, remote. Cái gì đấy? Là sao? Trời ơi. Là sao không? Hiếu đến phạt thì đồng. Là sao với chúng tôi em là sao hả? Là sao ta? Biết ngay mà đoán từ đâu rồi. Không. Wow. Mẹ em là có em thấy em đang đứng với phát và tự nhiên có một con vịt nó chạy vào giết nó đi ra này. Từ từ. Ủa Sunny. Thằng bé Dương. Mày điên à? Tao đang ở dưới mà. Ủa Sunny chơi dưới con chẳng sao. Tao đang ở dưới mày chút mình. Tao đang sao giết chết vậy vậy? Bây giờ lại chủ quỷ anh Nhím với Hiếu Bến Phà với lại ai đi chung. Tao đang làm việc của dưới phòng cảnh sát mà. Đây trừ 4 người rồi kìa, trừ 4 người. Anh một ơi cho em hỏi là tại sao rõ ràng Hân chết vậy? À sao bút chết vậy? Hân đâu? Sao bút đâu? Làm chết từ đéo ai biết được. Không. Sao nãy đi với Hân. Support lại đi về không, Hân. Không nhưng mà Death là một trong những cái đấy, gì đó. Không, không phải. Sộp không, không, nãy không, tôi không. Còn bây giờ ông có để tôi giải thích không ạ? Ủa Dada là ngủ luôn á. Dada là phe thứ ba chứ. Support chết rồi nhưng mà tôi vẫn thấy một con vịt vàng nữa chạy loanh quanh ở ngoài. Xong rồi chạy lên. Lúc đấy là tôi tận mắt thấy luôn là bị chém nhưng mà lúc sau tôi quay lại không thấy xác đâu, tôi chạy. Tôi vấp. Ui nhưng mà xong rồi tôi chạy ra bên phải. Tôi vấp rồi. Quay lại không thấy xác. Cảm ơn Tường Vi. Có cả vịt mà bên đây. Bé Dương nói đi. Không được làm nhiều ông bé trời. Cảm ơn Vi. Cũng phải. Em hay donate trận chip đúng không? Nhưng mà tôi thấy đói hay sao ấy? Đét đói sao ấy? Ăn mất cái xác mà. Làm gì có chuyện mà em tự giết em tự report đúng không? Ủa. Là thằng bé Dương. Mày điên là không phải tao. Tao đang ở dưới phòng cảnh sát mà. Ông bảo tôi tự bé Dương tôi đi, bé Dương đi. Tin em. Mày bị hơn mà. Sao? Mày điên à, đừng có tao. Hiếu ơi. Tin em. Bố bé Dương đi mọi người. Có cảnh sát mà. Không là mày đi vào mày xét ra mày không nói câu gì cả. Mày điên à, mày tao. Trời ơi, mày nói đây. Trời ơi, sao không ai tin vậy? Anh chơi phê thứ ba mày. Ê. Giáp Plaza anh Nhím ơi. Tôi ngày nào chả xem stream chú. Gặp nó tôi chưa xem à. Nên là nhớ. Hân ơi, xem giết anh hoài vậy Hân. anh vô, anh là gì đấy? Anh là của em. Con cặp. Ừ. Cay thế nhở. Ủa, có đến ảo thế nhở. Ờ, ảo đấy nhở. Sao em giết anh hả? Anh cứ chạy tệ mình mà anh giết em gì nữa. Trời ơi anh đi chung với em anh có giết. Anh là cảnh sát trưởng. Gì sự sát thủ chứ. Có câu mày hỏi ngoài hà tao mày.
Không sao, bây giờ nhá, bàn sau em với anh Nhạc đi chung với nhau à? Ôi trời trời trời, anh xin em đây. Anh Vin không tin. Anh xin em đây Hân à, em cứ làm chim ưng hoài. Không sao. Không, anh ơi, bàn sau em là người tốt. Ừ, lại là người tốt nhờ. Bây giờ anh thử nghĩ xem nhá, bàn sau lỡ em và anh là người tốt mà mình cùng phá án thì sao, đúng không? Ừ, nghe nó hạnh phúc nhỉ, khác nhỉ. Vâng. Phá cái khác thì phá nhá. Ôi, sao thằng đẹp chết vậy? Thằng đẹp chết mày, thằng Nghiêm bắn hay sao ấy? Nghiêm nó bắn rồi. Vâng. Hôm qua đấy ấy lắm rồi, lúc Dương mà chèm kia lộ quá rồi. Nghiêm nó bắn rồi. Tao chết quá ảo thật. Quả đấy đứng ở đấy, đang trêu trêu ông Dương phải thật luôn ạ. Ừ tự nhiên chém làm gì, đang lấy lòng tin của Hena. Ừ, chém làm gì, đang đẹp. Anh đang đẹp quá liền này. Giả mặt em. Cái gì cơ? Ở đây rồi. Mẹ Dương ơi, mẹ Dương. Ủa, hay thế nhở? Dậy đi đâu? Ôi giời ơi, Hân là chim ưng kìa. Không phục nhờ, cái này nó cứ nhanh kiểu gì ấy. Lông chân gì, chạy lông đi chân gì. Sao anh Khoa chết rồi? Dương ơi, anh làm sao chết đấy? Dương ơi, mày chém sớm nha Dương. Nghi tại có một tô đầu đứng cạnh ba con lùng vịt luôn mà. Có ba người đấy. Sớm vậy Dương. Chém luôn. Trời ơi, đi săn vịt. Có người chạy lên. Em sớm thế, thì anh em chơi vịt thì xem sớm đi. Mày tao đang cắt tóc luôn đấy mà mày thắm mà mày giết phát. Ảo. Rao đầu tự nhiên anh thấy mày hơi lừng túng ấy. Anh nhìn đúng không? Cúi đi, bán cúi đi, bán cúi đi, bán cúi đi. Cúi rồi. Hôm nay sếp nghỉ rồi, chơi tới 1 giờ. Thật á? Ừ. Thế chìm 11 giờ sáng mai đi. Đây em. Chơi đi. Được đây. Sao rồi vô văn cuối, văn cuối đi. Em không. Khi xưa bập bé hương đàn, chơi vì ô lông không hay nên ba tập chơi trong đôi chân và đàn. Ê, thả nước đúng không? Đúng rồi. Thả chắc độc vào hồ đúng không? Không, nên em thả, anh thả chất độc vào người đúng không? Vào hồ đúng không? Em nói anh nghe nè, em áp ra. Đâu Hân à? Đâu Hân? Sao em? Trời chị, anh Khoa ơi, anh là gì đấy? Anh ơi. Ủa cái này làm như thế nào đấy? Cảm ơn anh em Kinh Chát nha, anh em Kinh Chát là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Tôi đó giờ tôi không giết người nữa, tôi không biết. Ê! Có xác nè. Vô đập cái chuông cái coi. Mọi người ơi, em vừa thấy anh Khoa Học đi xuống mà lại thấy cái xác nó nằm ở dưới nhà kho. Ông thằng xin này từ đầu đi với em này. Lại em thấy anh Khoa Học tự tin đó mọi người. Từ đầu đi xuống với em này. Rõ ràng là em đang ở nhà kho, em đi ra em thấy cái bóng màu hồng anh Khoa Học, nên chạy xuống. Gì nữa, trời ơi, tao đứng chung với thằng Dương đang làm cái trả lời câu hỏi với học chuột mà, thằng Dương thấy mà. Không có, em thấy xong em đi luôn mà. Lại không có. Chung là không phải, chung không phải tao, thế thôi. À phải mày. Ừ, làm sao nó không được ra ra này em sẽ tiếp đi. Mày làm sao mà non như thế được không? Hiếu, tôi không phải tao. Em với chị Xin là cùng nhau là vượt qua ván này này. Ờ lại cùng nhau à. Hân lại cùng ngay. Hân lót được ghê lắm. Chị Xin ơi, chị Xin, chị cẩn thận con Hân ấy. Mấy cái làng này tâm linh vãi. Quả rồi. Không biết. Trong khi biết đéo biết nói gì luôn. Trong khi tôi phải luôn, tôi đéo giết thật. Anh Phát hay đi lẻ này. Tôi đéo giết thật. Ghi anh bôi nha, ghi anh bôi nha. Con vịt nặng hơn rồi. Em nghi anh bôi lắm mà. Rồi, trận này ghi anh bôi nha. Bán sau là. Ôi trời ơi, trời ơi, tại sao lại ghim anh vậy hả bé ơi? Quá buồn. Thôi,
Đừng đi theo tao. Đừng đi theo tao. Đi theo mày làm đéo gì, tao đi làm nhiệm vụ. Ui. Ơi. Nè, mấy ông coi, mấy thương kế tù kế của tôi nè. Uầy. Ui Dân à. Ô, vừa thấy Hana đi với đép vịt cơ mà. Em đi cùng bọn em mà. Hana không có mọi người đi lên, mọi người tìm phép rồi. Ô, ai gì đây? Ai nói giọng vậy? Đép đi về, đép đi về. Anh đi với tất cả mọi người. Không có xong được, nhưng Hana bị đổi giọng, Không không. Ai đổi giọng cơ? Mày bị đổi giọng. Em nó mày gặp ai? Ui, em gặp nhiều người lắm, em gặp cả hội cơ. có khi nào anh là xin bồ câu không mà anh không, nhiều người thế. Nhưng mà thằng đép này nó đi chung với bọn anh thật, đi chung với nhím với bọn anh là đông lắm, đi tìm xác đấy, tao là đi chung với hơn với lại đi đông khéo có chim bồ câu không. Thật không, không đi đông thì dễ có chim bồ câu, nhưng mà không có ai giết này, có một người giết này thì không phải ở trong hội này rồi, không ở trong hội mình. Đúng rồi, anh Phát có đi chung nhở? Nãy anh Phát có đi chung nhở? Xin với Hân, support với Hân. Hân ơi, em đi đâu đấy Hân? Hân đi một mình hay nhiều nha. Đi với Xin mà. Không, nãy đi chung mà, đi chung tao với ấy mà. Nhưng mà nhá, anh Phát và em thấy anh ấy đứng yên một mình ở cái chỗ đấy, tầm phải một lúc sau anh ấy mới đứng đấy cơ. Hay là hồi kêu nhờ? Berona cũng không thấy này. Lúc nãy ở dưới câu cá là có em nè, có bé Dương chạy xuống, lúc sau là có Toàn nè, có Hân nè, có Léo ở đấy, đứng câu cá một lúc ở đấy đúng không? Mà em chạy lên. Toàn này có ai nữa? Ờ, em đi với anh Khoa với anh Nhím các thứ mà. Đúng em nhờ? Lúc nào cũng đi cùng cho đông người luôn á. Có đi chung người thật. Này, em là em không thấy Berona ở đâu nhá. Sao mà mọi người đi đông vậy, mọi người không sợ một câu ta? Không, bọn em skip nha. Bọn em đi nhanh mà. Skip nha, skip nha, skip nha. Không không. Skip nha, skip nha. Chú đi vô nước nha em. Vâng ạ, đi chung một đi với, đi với. Tao đi một mình em, thằng gì tôi mọi người ơi. Gì cái gì em hỏi cơ mà. Ôi! Anh để giết à? Đông quá. Mẹ buồn cười quá mấy ông ơi, từ. Làm nhiệm vụ đi. Em vừa chạy lên cái chỗ tiệm cắt tóc thì thấy anh Đép chạy ra, chạy vào thì thấy Sát Kiều bên phà nằm cô đơn lạnh lẽo ở trong. Tôi đang đi cùng hai người nữa. Ê, chỗ mình có double kill nữa này. Chỗ mình có double kill nữa này. Chỗ nào? Từ từ mọi người ơi, em đi cùng Hiếu bên phà với cả Rinpi, ba người. Sao bây giờ Hiếu bên phà chết thì chỉ có thể là Rinpi thôi. Em sao là hai người này đã đẩy nhau nhỉ? Giết xong hai đổi người cho này em này, hai người đấy này. Đổi một một đấy, đổi một một đấy. Thấy thấy mà... mày có thấy xác không? Em thề không phải em. Em không thấy xác, em đang không để ý. Nhưng mà nãy là bọn em đi ba người. Nhưng mà bên mọi người thề. Nghe em nói đó này. Không, thằng GP nó tự chết từ bên post à? Nó cứ từ report mà. Em làm gì mà non thế? Nó giết nó report làm gì? Bây giờ phải nghe em bảo trước này, em có em bảo này. Lần đầu tiên Hana chết này cũng đi với Dép này. Bây giờ em chạy vào trong tiệm cắt tóc thì thấy Sát Hiếu bên phà ở trong đấy. Và em thấy Dép chạy ra. Đi bot từ gì em mà bây giờ mọi người có thể tin em hoặc tin nó. Nhưng mà bây giờ phải ai đi lẻ này, nhưng ai đi lẻ nè. Chị Xin ơi, cho em nói nhá. Bọn em có phát hiện. Ôi nhưng mà anh Dép không thể xác được. Từ từ đấy mọi người, một người đó. Ngồi nó đi em. Nói đi. Hả? Em nói á. Bot ai nào? Bây giờ có bot ai không? Đầu tiên là vote anh Dép chứ đi, xong rồi bắn. Sao lại vote em? Trời ơi! Không phải vote em, bây giờ em có người còn cảnh sát trưởng không? Bây giờ còn cảnh sát trưởng không? Còn cảnh sát trưởng không? Bắn tí bắn hàng Ranim là được. Ranip là được. Tại sao? Tại sao lại vote em? Nó gì em mà? Nó giết nó từ report. Em skip. Thôi em... Nghe này nói cũng có lý đấy nhờ. Em skip rồi.
Không, cái giọng nói như vậy là không phải anh đép rồi. Ông đáng nhẽ anh em phải skip chứ. Skip mà. Cứ vote đấy, vote skip mà. Trời ơi, có ai vote đâu. Nó tự đi bơi ấy. Đi chung. Không. Mùi lắm. Tập trung. Đó. Giết cái đéo gì ở kia. Bắn đây, cảnh sát giữ đâu. Cảnh sát giữ đâu. Rồi, cảnh sát giữ đâu rồi. Cảnh sát trưởng chết rồi. Em là cảnh sát trưởng chết rồi. Cảnh sát trưởng bắn em luôn mà. Cút, thằng Dương cút, tao không tin mày nữa. Câu chuyện vừa nãy nó có nhiều khúc lắm. Đứng xa nhau rồi. Bây giờ nha, em nói thật này, bây giờ trong cái đống này ấy, em chỉ nghĩ phát với Hân và em là lên vít thôi. Đấy. Anh là dân phòng. Người ơi, cả anh nữa. Anh đi theo Hân lên nữa. Cái gì đấy? Má, trời má. Em vừa quay ra quay vào cãi nhau thằng Dương nó lên nó chết rồi này. Vừa lại ai đi lên trên thì mọi người tự biết nhá. Ê, từ từ đã. Sao hồi nãy cái lúc mà hai cái xác ở dưới toàn cũng từ hướng đó mà. Ồ, không, vừa nãy là hai xác ở dưới em đi cùng mọi người từ ở trên cơ mà. Không, bây giờ nhá, bây giờ em nói là lúc nãy đứng ở đây là đứng hết rồi, chỉ có mỗi Toàn với Jimmy đi lẻ thôi mà Dương lại. Ồ, em vào trong tòa án với mọi người mà. Trong tòa án. Em làm nhiệm vụ ở trong góc kìa. Em làm anh thấy. Có mỗi một người chết. Không phải có mỗi một người chết thôi, em vote em G-Bot làm gì? Nhưng mà có con cải trang nhá. Có con cải trang đấy. Em G-Bot mà. Em vote rồi. Nhưng mà xin không thấy em ra đó. Thôi, anh ấy là cứ vô đồng Toàn đi. Lúc đấy làm gì có vô mỗi khoa học. Đừng, mọi người phải tin em. Anh Khoa với lại anh Nhím với lại anh Phát với Hân luôn mà. Vô đồng Toàn đúng không? Em làm nhiệm vụ trong góc kìa. Anh còn là dính đến hai vụ rồi, cả cái vụ à, khác ở kia. Không phải, anh nhưng không mà không bây giờ anh đang... Đâu, cái vụ kia là riêng anh đang gần hết mà. Anh đang... Mọi người nhớ lại cái round 2 đi. Anh Đép bảo là có một con màu hồng đi từ trên xuống từ cái chỗ xác đúng không? Cái round đấy cũng liên quan đến Tuyên Pi mà. Bây giờ bọn mình vào cái là bọn mình đứng ngay chỗ chung chung. Nhưng mà... Sao mọi người dí em vậy? Vậy thì lúc đấy em đang định hỏi anh Đép là con màu hồng nào, tại vì là có thể là Jinpy hoặc có thể là anh Bo, tại vì hai con nhưng mà anh Đép là gì mà vote anh Toán đi, mọi người không kịp thời gian không được. Vote ai tin con hơn, vote con hơn vote Jinpy đâu mà không phải là em, sao em lại report để em chết à? Vote Jinpy đi thế là vote ai, trời ơi loạn đấy. Jinpy. Trời ơi. Không hiểu mày luôn á. Vote Hân hoặc là Jinpy này. Chốt một người thôi, mình vote chung mà. Là chết rồi. Niệm rồi. Loạn quá. Đứng ngay cái chung luôn, support. Loạn quá. Đúng là phụ nữ đúng không? Mẹ loạn vãi liền. Tao nói rồi. U là trời. Vậy bây giờ ba mình vote Jinpy nha. Có ai còn nhiệm tập vụ không? Tập trung. Bây giờ xung chung. Bót ai? Toàn đấy mà vẫn còn chơi tiếp thì chỉ còn Jimmy nữa thôi. Toàn với ai nè? Ơ sao Nhím chết rồi? Lúc ấy có ai chứ nhỉ? Chưa má. Người ta đã chết đâu. Vừa, ừ, thế thì còn thằng Jin thôi. Sao lại rung rồi? Anh Nhím chết rồi. Anh Nhím hay đi với ai? Thế là thằng Jimmy. Tại vì nhá. Thế là thằng Jimmy rồi. Tại vì thằng Toàn nhá là nó đứng ở ngoài cửa với anh. Ừ, xong rồi có cả support, có cả em nữa. Đúng. Phát với Hân là em đi từ lúc đầu rồi. Thế thằng Jin rồi. Mọi người đẩy cho em với. Rimney nha, Rimney, vote Rimney nha. Rimney nha, vote Rimney nha. Vote Rimney, vote Rimney là xong. Nếu mà Rimney đã bị nghi rồi anh em, Rimney đã bị nghi phải nhìn rồi. Nếu mà Rimney vẫn còn chơi thì phải thi. Bị nghi rồi. Là em đi bot mà. Em là người đi bot mà. Bây giờ anh tí làm hai lần xong. Bo với support với lại mọi người đều là đứng chung rồi. Bây giờ chỉ có hai người đi lẻ lúc đấy mà lại là Dương chết. Bây giờ anh Nhím chết, chắc chắn chỉ có một trong hai người thôi. Thì bây giờ mà thằng Toàn nha, nó đứng với anh ở ngoài cửa. Đấy, giết thằng Nhím đi cho anh. Giết nó chứ nó. Giết nó là xong. Bây giờ mà vẫn còn chơi á, chỉ còn một Toàn thôi, tại vì là Phát với Hân với lại Sput ngay từ lúc đầu em đã biết tiếc là legit, tại vì đi với em rất là nhiều. Đúng. Mà vẫn còn chơi thì phải vote Toàn. Đúng. Why me? Me report mà. Thôi thì Mi chết được chưa? Ôi trời ơi, ta chết nữa. Giờ mới lên tiếng là chết. Chết nữa làm cả loàng nghi oan cả tao. Cả non này,
Còn cá non này. Hay là trong đám của mình là chắc chắn là còn này. Bây giờ con. Nhá, bây giờ em nói là nếu mà còn chơi nữa mọi người chạy lên rung chuông cho em tiếp luôn. Đúng rồi, lên rung tiếp, rung tiếp. Em rung rồi nên bây giờ cho bút hay anh Phát lên rung cho em. Ok. Ok chị ơi. Hey. Có hai người vậy? Skip không vậy? Ừ, okay. Hai người skip à? Thế thì chứng tỏ là còn hai con vịt. Hai con vịt nha, hai con vịt nha. Một con vịt, không một con vịt, một con phan con. Một con vịt, một con phan con. Chạy lên, hăng 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 hăng. Lên em ơi, lên hăng. Ê, em đi đâu ơi? Nè nha, em không lên cung chuông mà em đi đâu đây? Em không lên cung chuông mà em đi đâu? Hăng. Hả hăng? Ý là này nha, đây nha. Tay cho anh. Thằng Phát đúng không? Thằng Toàn đúng không? Từ từ. Phải anh Toàn không? Hình như Toàn rồi, chắc là Toàn rồi. Xin ơi cho tôi nói cái nha. Xin anh ơi, xin đi cuối. Nói này, đây này, một con vịt cuối này. Anh vô xí em. Đây, từ từ nha, để anh nói này. Có phải xin bảo là lên cái phòng cung chuông cùng nhau cung đúng không? Xong anh với Hân hay là sờ boy chung. Xong anh chạy lên phòng cung chuông, Hân chạy qua bên trái, Hân không đi chung với anh lại lên cung chuông. Em nói nè, không, em với sờ bút đi mà... chung là em. Đừng có đi em chung sờ bút nhá. Không, em nói nè, Vô Toàn. Chắc Hân với sờ bút chắc chắn tin xin luôn. Quay. Tại vì đi lúc đầu chị, rồi. Vẫn còn chơi game với cảnh sát là Toàn. Đừng cãi, con vịt non. Anh sờ bút ơi, anh phải tin em. Không có cãi. Hồi nãy em ở đó hả? Chưa hỏi sẽ kêu mà cắn anh Phát luôn. Không biết kịp. Sửa đi rồi, đã sửa cái ống rồi, đi lên cắn cái để đổ tội cho mình. Cắn anh Phát luôn. Em vote chị xin. Vote Toàn. Tao vote chắn luôn. Vote Toàn cho em. Vote thằng Toàn. Con vịt non này. Cái con vịt non. Trong khi đó tôi với Hân với Sput ngay lúc đầu đã là legit đi với nhau rồi mà dám đổ tội cho tôi làm sao ai đấy nhá. Nếu mà vẫn còn chơi thì mọi người biết vote ai đấy. Ok chị ơi. Không sao, không tắt bất kỳ được. Ai kia ấy? Sớ. Anh vô. Mày ăn tăng sẽ. Tao hả? À, xin ơi, tin anh, thằng sờ bút. Thằng sờ bút. Cầm. Tao hả? Em nói nè, em nghe thấy giọng sờ bút rồi. Ừ. Tao tên mày. Sờ bút mở mic với em rồi, mở mic với em từ lúc với Hân cơ. Anh hay lắm, anh dám giết Hân của em. Anh giết Hân hồi nào? Không phải anh làm sao ngon đấy vậy được. Không, em nói nè, sờ bút mở mic rồi. Và chỉ còn anh là đi riêng thôi. Khó phải. Rồi, tao tên mày. Biết sao không? Tại vì á, ngay từ lúc đầu em với chưa hồi skill để giết được con Hân nãy. Khó quá. Chịu. Mẹ giết được Hân lúc đầu là win con mẹ đó, chưa hồi skill. Khó vãi liền nè. Con mẹ mày chưa. Em giết Hân nè. Tại vì em biết sao em tin Smooth đâu, tại vì Smooth mở mic. Đúng. Ôi. Bỏ qua chiến thắng của bản thân. Bỏ qua. Toàn dí mình quả ác thật chứ, trong khi đó ba đứa đã là legit đi với nhau từ đầu rồi. Mà dí cái là biết luôn là vịt luôn. Khó quá, được mà. Thằng Gnip với thằng Toàn bị nghi rồi. Mà sao em vậy? Em làm ba rồi đó. Em làm ba rồi. Sao một giết em vậy anh Sput? Tại vì em nhớ là lúc đầu đếp với ai nói là có con màu hồng thì em chỉ nghĩ là anh Bo. Em về sĩ mà. Em theo anh, em định kêu em bảo vệ anh chưa kịp gì chân anh đó cũng tiêu em rồi. Trời ơi, ai biết đâu. Thế hử. À, nãy anh giờ nhiều quá mà. Đây, 5 năm đây. Năm năm đây. Let's go boy.